Aquasalin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Rất vui khi được gặp lại quý khán giả trong khung giờ 20:20 các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Và đây là chương trình Sống Vui. Thưa quý vị, có nhiều cách chữa bệnh hôi nách được áp dụng thành công và truyền tay nhau áp dụng, nhưng một thời gian sau lại quay trở lại, thậm chí khó chịu và trầm trọng hơn. Vậy đâu là cách chữa bệnh hôi nách hiệu quả nhất hiện nay đã được kiểm chứng lâm sàng? Để giúp cho quý vị có câu trả lời chính xác, ban biên tập chương trình đã mời tới trường quay bác sĩ Nguyễn Thành, bác sĩ chuyên khoa 2, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu Trung ương. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Cảm ơn MC và chào quý vị và các bạn. Bệnh tăng tiết mồ hôi vùng nách hay gọi là hôi nách là bệnh khá thường gặp, tùy theo thể bệnh và tùy theo từng người mà bệnh có thể bị nhiều vào mùa hè, mùa thu hoặc mùa đông. Theo y học thì hôi nách là hiện tượng mồ hôi ra nhiều và có mùi khó chịu ở vùng dưới nách do tuyến dầu tiết ra. Trong các tuyến này có chứa các axit béo và carbon hydrate. Khi các chất này tiết ra nhiều kết hợp với vi khuẩn sẽ gây ra mùi hôi nách. Dạ thưa bác sĩ có thể phân tích rõ hơn về bản chất của mùi hôi vùng nách không ạ? Mồ hôi chúng ta thì do các tuyến mồ hôi tiết ra. Và tuyến mồ hôi trên cơ thể chúng ta có khoảng 3 triệu đến 4 triệu tuyến trên khắp cơ thể. Nó phân chia là hai loại. Thứ nhất là tuyến mồ hôi toàn hủy. Tức là khi mồ hôi tiết ra thì toàn bộ cái tuyến mồ hôi đấy nó cũng tan theo ra mồ hôi. Và cái tuyến này thì nhiệm vụ quan trọng nhất của nó là điều hòa thân nhiệt. Cái tuyến thứ hai quan tâm đến là tuyến gây mùi. Thì nó là một cái tuyến bán hủy. Tức là khi chế tiết ra, nó không như cái tuyến kia khi nó hoạt động thì nó tiêu hủy hết toàn bộ tuyến, tuyến này nó chỉ bán hủy một phần thôi. Và một phần đấy thì trong các tế bào của tuyến này nó có cái đặc biệt là gì? Có chứa rất nhiều cái axit béo, có chứa một số protein. Và chính cái axit béo và protein này nó đào thải. Mà cái tuyến này đào thải nó không phải như cái tuyến toàn hủy kia. Tuyến này nó mượn cái năng lông thì nó đào thải ra ngoài. Và do đó khi mà tuyến này nó hoạt động thì nó đào thải ra ngoài, nó gần giống như cái chất của tuyến bã. Do đó đâm nó có những cái mùi, và nếu mà để lâu thì các bạn sẽ thấy nó sẽ nặng mùi. Và cái nữa thì các bạn thấy kết hợp với một số vi khuẩn của da ở ngoài da, nó sẽ phân hủy cái axit béo và phân hủy cái protein này, tạo thành những cái mùi đặc trưng của mỗi cơ thể con người. Và cái mùi đặc trưng này nó còn phụ thuộc rất quan trọng vào là cái tính di truyền của gia đình. Là khi mà đứa trẻ nhỏ thì mình còn chưa thấy mùi đặc trưng đâu, bởi vì cái tuyến toàn hủy kia nên chỉ có tác dụng cái gì, điều hòa thân nhiệt thôi, do chưa có cái tính chất điều hòa mùi. Do đó khi mà một gia đình có những cái người lớn, cha bố mẹ hoặc anh chị em bị hôi nách thì cái đứa trẻ nhỏ này cẩn thận không lên về sau thế nào nó cũng có những cái mùi đặc trưng, gọi là mùi đặc trưng của dòng họ và gia đình. Chúng tôi nói đùa là như thế, còn chính cái là cái hôi nách. Vâng ạ, vậy thì để điều trị căn bệnh hôi nách thì chúng ta hiện nay có những cái phương pháp nào và phương pháp nào là phổ biến nhất ạ? Thì thực ra thì cái điều trị hôi nách bây giờ ấy thì nó có hai cái phương pháp. Phương pháp điều trị bệnh viện và phương pháp điều trị tại nhà. Thì phương pháp điều trị tại nhà thì thông thường nhất thì người ta thường là dùng theo cái phương pháp dân gian. Tức là dùng một số cái chất có tính chất sát khuẩn và có tính chất gì làm thay đổi mùi đi. Nó làm cho át cái mùi của mùi hôi nách đi. Đấy, chứ còn thực ra thì nó cũng không phải là cái điều trị căn bản. Cái thứ hai mà các bạn thấy là chúng ta có thể dùng những sản phẩm nan lách. Nan lách thì trên thị trường bây giờ thì các bạn thấy có rất nhiều. Nhưng tất cả cái nan lách này và cái phương pháp dân gian kia ấy, thì thường nó có hai cái nhược điểm là gì? Thứ nhất là không ức chế được tiết mồ hôi. Và cái thứ hai là thời gian tác dụng nó ngắn. Do đó các bạn sẽ thấy nó sẽ phải làm nhiều lần. Thì ngoài hai cái phương pháp đó thì người ta còn chỉnh thêm một số chế độ ăn uống. Ví dụ chúng ta thấy là phải uống đủ nước này. Cái thứ hai là ăn nhiều rau cỏ. Và thứ ba là ăn một số cái gia vị không có tinh đồ cay nóng trong nó và làm kích thích mùi. Đấy là tại nhà. Còn ở bệnh viện thì ngoài hướng dẫn cho bệnh nhân theo phương pháp cổ điển và theo phương pháp nan lách thì chúng tôi có thể sử dụng thêm những một số biện pháp khác hiện đại hơn. Ví dụ như cái phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi. Cái thứ hai nữa là dùng những cái sóng ánh sáng để là ức chế và phá hủy cái tuyến mồ hôi đó đi. Nhưng thì các bạn thấy, các bạn nhớ là có khi cơ thể ta chỉ cần một, hai tuyến còn lại, còn sót lại, chúng ta vẫn phải mang cái mùi đặc trưng của chính dòng họ và chính cơ thể mình.
Do đó mà chúng ta phải làm thế nào tìm ra được những cái sản phẩm mà có hiệu quả mà không cần can thiệp đến. Bởi vì dù sao những cái can thiệp đối với cơ thể thì nó có ngoài những tác dụng nó còn những cái tai biến khác nhau. Vậy để chắc chắn về hiệu quả cũng như là mức an toàn dành cho những người da bị nhạy cảm hay là phụ nữ đang mang thai hay là phụ nữ sau sinh thì cần sử dụng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn như thế nào? Cho đến bây giờ thì xu hướng của chúng tôi, cả Tây y cả Đông y cũng thế, có xu hướng là phải chọn những cái sản phẩm nó có hai cái, an toàn và hiệu quả. An toàn là như thế nào? An toàn là chúng tôi chọn những cái sản phẩm nó có nguồn gốc từ thực vật. Đối với khử hôi nách thì chúng ta phải thêm cái yếu tố nữa là chúng ta không nên sử dụng cái gì? Thứ nhất là các chất bảo quản và đặc biệt là cồn. Và cái thứ hai là những cái chất gây mùi. Như lúc nãy chúng tôi phải nói là hiệu quả. Hiệu quả là chỗ nào? Làm sao chúng ta biết được quá trình? Quá trình của nó là hai quá trình. Một là tiết mồ hôi, phải không? Cái hai là gây mùi. Do đó mình làm thế nào? Phải làm thế nào để giảm được tiết mồ hôi? Mà giảm tiết mồ hôi và ức chế được cái mùi nó đi, trung hòa được cái mùi nó đi thì mới là được hiệu quả. Và cái nữa là chúng ta thấy phải tính nữa là hiệu quả là nó không bị gây kích ứng, tức là nó dễ thấm, dễ sử dụng và an toàn. Và cái nữa chúng ta phải thấy là hiệu quả nữa là làm sao chúng ta bớt thời gian chăm sóc nó đi, tức là thời gian tác dụng của nó phải kéo dài. Ít nhất là chúng ta phải kéo dài được 24 đến 72 tiếng tốt nhất. Muốn bảo đảm nữa thì chúng ta phải thấy được kiểm chứng bằng lâm sàng. Sau khi chúng ta một sản phẩm nào đó được chế ra, chúng ta phải được sử dụng trên lâm sàng và được an toàn trên cơ thể con người. Và cái nữa là chúng ta gì? Phải được những cái cơ quan có thẩm quyền, có uy tín công nhận sản phẩm. Vâng ạ, xin được cảm ơn những thông tin và những kiến thức hết sức bổ ích vừa rồi của bác sĩ. Vâng, và ngày hôm nay chương trình cũng có sự xuất hiện đặc biệt của khách mời Hoàng Hiền, bạn 24 tuổi đến từ quận Từ Liêm, Hà Nội. Chào MC, chào bác sĩ và chào quý vị khán giả. Vâng, bạn Hoàng Hiền này, bạn có thể chia sẻ cho Bảo Linh, bác sĩ cùng với quý vị khán giả được biết là lý do khi mà bạn tham gia chương trình ngày hôm nay là gì không? Mai tôi đến đây với vai trò là một người đã từng bị mồ hôi và mùi nách rất nặng. Và gần đây đã tìm ra được một phương pháp cảm thấy hài lòng và muốn hỏi bác sĩ một vài câu hỏi. Thưa bác sĩ, tại sao trước đây tôi đã sử dụng rất nhiều cách và rất nhiều loại lăn xịt khử mùi mà đấy là những phương pháp phổ biến mà bác sĩ đã đề cập tới số trước, nhưng không hề hạn chế được cái lượng mồ hôi cũng như là mùi hôi vùng nách. Chưa kể là những cái mùi trứng đấy nó còn có nặng mùi hơn khi tôi sử dụng những sản phẩm có mùi thơm. Vậy tôi muốn hỏi bác sĩ là lý do tại sao? Các sản phẩm đó thì trước kia nó chỉ có tác dụng gì? Làm sạch cho da thôi. Tức là có tác dụng sát khuẩn nhẹ. Cái thứ hai là trong những cái sản phẩm đó nó có những cái mùi khác để át cái mùi chính hôi nách của bạn. Do đó mà cái gốc gác của nó là cái từ cái tuyến mồ hôi vẫn tiết ra nhiều. Không khống chế được cái lượng đó thì mùi nó vẫn còn. Rồi, sao anh lại nhổ lông nách em? Này, anh bảo nhá, hôm trước ấy có một ông thầy mo, ông dạy cách chữa khỏi hôi nách ấy. Chữa như nào? Thế này nhá, ông bảo là cứ nhổ lông nách 100 lần là khỏi. Thời buổi nào rồi mà anh còn đi tin vào mấy cái trò mê tín dị đoan. Chú có nói. Mà này, em tuyên bố nhá, nách em khỏi lâu rồi. nhờ. Mà này, như anh hỏi tại sao khỏi nhanh thế nhỉ? Hôm trước hôi nồng nặc cơ mà. Em đã dùng một cái sản phẩm chuyên biệt được trồng theo phương thức hữu cơ. Đấy. Điều đặc biệt nhá, một tuần chỉ phải sử dụng 2 lần. Và mỗi một lần thì hiệu quả của nó kéo dài từ 24 cho đến 72 tiếng đồng hồ. Nhưng em hỏi thật này, nó có an toàn không? Sao lại không? Hiệu quả và độ an toàn thì là vô cùng tuyệt đối. Điều này đã được kiểm chứng lâm sàng bởi các chuyên gia hàng đầu về y tế. Mà không những thế nhá, nó còn hiệu quả ngay từ lần sử dụng đầu tiên. Tốt quá rồi, thôi anh về nhá. Vâng, thưa bác sĩ, trong đoạn tiểu phẩm ngắn vừa rồi thì nhân vật trong tiểu phẩm có đề cập đến sản phẩm được kiểm chứng lâm sàng có tác dụng kép vừa ngăn tiết mồ hôi vừa khử mùi vùng nách. Vậy thì sản phẩm trên có ưu điểm vượt trội gì ạ?
Thì thực ra thì các sản phẩm vừa rồi các bạn đấy chắc là Aquaserin. Cái sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy làm được từ đúng theo những cái yêu cầu mà chúng tôi đặt ra. Tức là cái nguyên liệu phải trồng hái từ thực vật và bảo đảm là nguyên liệu sạch. Nó được chế biến theo một cái quy trình công nghệ kiểm được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Và cái thứ ba nữa, khi nó được sản xuất xong thì nó được kiểm chứng lâm sàng và được công nhận. Cái nữa, nó không gây kích ứng da. Cái thứ hai là cái này nó rất dễ thấm. Nó chỉ cần dùng một lần thì kéo dài, thời gian kéo dài nó có thể từ 24 đến 72 tiếng. Cứ buổi tối tắm xong, các bạn lau khô nách đi xong các bạn sử dụng. Hôm sau không cần phải dùng lại. Một đặc điểm nữa là quan trọng nhất của sản phẩm này là nó có tác dụng kép. Nó có một cái sản phẩm chiết xuất từ cây nhựa hương. Nó có một cái hợp chất tương tự cái hợp chất nhôm của mình, làm cho tuyến mồ hôi nó tiết ít ra hơn. Tác dụng kép của nó là nó tác dụng kéo dài. Đấy. Tác dụng kéo dài làm giảm mùi. Và cái sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy nó có phân loại ra cho nam, cho nữ và cho từng đối tượng một và từng mức độ bệnh một. Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và ngay từ đầu chương trình thì bạn Hiền cũng đã chia sẻ là bạn cũng đã tìm ra được một cái sản phẩm để có thể điều trị được căn bệnh mùi hôi vùng nách của mình. Vậy thì bạn có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết là sản phẩm đó là sản phẩm gì và hiệu quả như thế nào không? Dạ vâng, tôi đã sử dụng đúng sản phẩm như là nhân vật tình huống và bác sĩ đã tư vấn. Hài lòng sau ngay lần đầu tiên sử dụng, bởi vì cảm nhận được cái sự khác biệt so với các sản phẩm thông thường, làm khô thoáng nhanh cũng như là khử được cái mùi hôi rất nhiều, và đặc biệt không mùi, có thể giúp tôi sử dụng nước hoa mà không hề sợ gây cái sản phẩm lẫn lộn mùi với nhau. Ngay sau lần đầu tiên sử dụng thì tôi đã có suy nghĩ là sẽ gắn bó lâu dài với sản phẩm. Vâng ạ, rất cảm ơn những thông tin, những kiến thức mà bác sĩ đã chia sẻ vừa rồi, và cũng cảm ơn những chia sẻ rất là chân tình của bạn Hiền trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đây cũng chính là những thông tin cuối trong chương trình ngày hôm nay. Thời lượng của chương trình cũng vừa hết, và hy vọng với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ thì những người không may mắc phải những chứng bệnh hôi nách đã có thêm những kiến thức bổ ích để chăm sóc cho bản thân, giúp bạn tự tin hơn trong công việc và giao tiếp hàng ngày. Nếu có ý kiến đóng góp cũng như cần những thông tin tư vấn của chuyên gia, quý khán giả hãy gọi điện thoại tới tổng đài 1900-1259 vào giờ hành chính, hoặc số điện thoại 024-39-959-969, hoặc gửi câu hỏi về hòm thư sốngkhoe@bacsitưvan.vn để được các chuyên gia tư vấn về chứng tăng tiết mồ hôi và mùi hôi vùng nách. Chi tiết xin liên hệ tại website bacsitưvan.vn. Một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Những lưu ý giúp khắc phục bệnh hôi nách: lựa chọn trang phục thoáng mát, có sức thấm mồ hôi tốt, vệ sinh cơ thể thường xuyên để khắc phục tình hình. Sau khi tắm có thể dùng lăn nách, loại vừa ngăn tiết mồ hôi, vừa khử mùi hôi, có thành phần từ tự nhiên, cho tác dụng kéo dài từ 24 đến 72 giờ. Sản phẩm này chứa hợp chất aluminium nhôm kết hợp với các tế bào biểu bì để tạo thành gel trên bề mặt da mà chặn các lỗ của các tuyến mồ hôi nhầy, và chứa hợp chất bisabolol chiết xuất của tinh dầu hoa cúc, chống vi khuẩn, giúp ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn gây mùi để ngăn chặn tiết mồ hôi và mùi hôi nách. Uống đủ lượng nước cơ thể cần, giúp cơ thể thanh nhiệt và hạn chế quá trình tiết mồ hôi. Tránh thực phẩm nặng mùi như hành, tỏi, các món chiên rán và các chất kích thích. Aquaserin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu.